Trà thanh nhiệt đốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Em chất từ bên trong, chị cảm giác là em rất tĩnh, bình tĩnh. Phần trình diễn của em rất cũ, chàng thực sự là chàng không thích. Em muốn là anh phải biết quý trọng những cái lần mà chúng ta xuất hiện. Nhưng chị muốn thay đổi em, chị cho em một cơ hội. Hãy cầu thị hơn, tôi đồng ý. Em đã ở đâu bao nhiêu lâu nay? Hay là em chờ cho dự án số 1 ra mắt rồi em mới xuất hiện? Chị chờ em. Cái giọng hát của em rất là đẹp. Mọi thứ lúc mà em hát thì đi thẳng vào trái tim một cách lạ lùng luôn đấy. Chị chờ em. Một cái trống ca dông, một cái guitar mà hát acoustic thì không ấn tượng. Nhưng một cái guitar theo cách biểu diễn của em cực kỳ ấn tượng. Thực sự là quá đáng yêu. Anh chọn nhóm Siêu. Và chị chọn bọn em. Tất cả mọi thứ các bạn làm chẩn đoán được hết. Chị không chọn. Em không phải là người có giọng mái tự nhiên. Và cái giọng hát này thực sự chưa đủ. Cộng với tất cả những cái phong cách nó chưa có gì là đặc biệt. Chị rất tiếc là chị không chọn em được. Bạn có ghi là lý do tham gia là tìm kiếm cơ hội xứng đáng với khả năng của bản thân. Tên chỉ viết cho vui vậy thôi chứ thật ra Lên cũng không nhớ là Lên đã từng viết cái gì. Nếu thế thì bạn chưa có trách nhiệm về chính mình. Tôi đã có một màn debut hoàn hảo. Là ngôi vị quán quân của một cuộc thi lớn. Tôi nghĩ rằng tôi đã có tất cả. Giọng hát trời phú, một chiếc cúp bự và một niềm khát khao âm nhạc được nuôi dưỡng từ nhỏ. Thế nhưng, bước ra khỏi cuộc thi thì mọi sóng gió ập tới. Sóng gió đến với tôi từ mọi khía cạnh. Từ gia đình, từ âm nhạc, cuộc sống và tình cảm. Và lúc đó thật sự tôi còn quá trẻ để hiểu được mọi thử thách. Tất cả mới chỉ là bước đầu. Thế nhưng tình yêu âm nhạc là quá lớn để tôi quyết định đầu hàng, quyết định buông bỏ và mất gần 1.000 ngày vô định để tôi hiểu ra được rằng thì cứu cánh cho mình duy nhất trong cuộc đời đó chính là âm nhạc. Và tôi đã có một màn trở lại mỹ mãn. Tôi nghĩ rằng ở cuộc thi này, sự thuần khiết, sự trong trẻo là điều duy nhất mà các bạn có thể chiến thắng được tôi. Bởi vì chỉ có tình yêu âm nhạc trong trẻo thuần khiết đấy và những tâm hồn chưa bị ảnh hưởng bởi những bon chen cũ kỹ của showbiz mới giúp các bạn vượt qua mọi thử thách, mới giúp các bạn tỉnh táo trước mọi sự lựa chọn và mới giúp các bạn bay cao bay xa hơn. Đừng hỏi tại sao tôi làm được những điều như ngày hôm nay, mà hãy trách bản thân các bạn tại sao có mọi thứ như The Debut mà các bạn không chịu làm. Sân khấu của các bạn là đây. Hãy thuyết phục tôi. Hãy thuyết phục tôi. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Thực sự là con cũng không biết format là gì luôn. Chương trình này là bản thân con đăng ký với con. Đây là... Đây anh chị là... Liêu Lư. Oh my god. Và ngay bây giờ là Gil đang có mặt tại phòng chờ của các bạn thí sinh để đi gọi là giao lưu thăm hỏi mọi người chút xíu nhé.
Chào mọi người, chào mọi người. Đâu, mọi người đã ready hết cái khâu make up chuẩn bị của mình chưa? Chưa làm tóc. Chưa làm tóc luôn. Chưa make up luôn, mặt mọc hết không? Không. Ok, okay, chị muốn hỏi thăm mọi người là khi tham gia chương trình này có thắc mắc Oras là gì không? Mình đều có. Lớn nhất của em bây giờ. Vậy luôn đó. Lên Google em search rồi. Google không giúp đỡ bạn. Huấn luyện viên và ban giám khảo cộng lại thì bằng Oras. Wow. Anh truyền cảm ứng. Nhưng mà thật sự em không hiểu ý nghĩa là Oras. Đây rồi. Oras. Nó là một cái từ mình chơi chữ. Thật ra từ gốc là Oraculi. Oraculi là những nhà cố vấn của ta cổ. Thì cái thời đó những người ở Oraculi là rất được tôn trọng. Khi người cố vấn có giá trị nhất, người cố vấn có thể nói hẳn được. Cái tham vọng của mình là cái bộ ba này, bộ ba đưa ra những lời khuyên chính xác. Là ngày hôm nay có hai điều các bạn cần nhớ. Thứ nhất, cái vòng này giám khảo muốn nhìn thấy cái tôi với các bạn. Tại vì mình cứ ráng mình làm cái gì đó nó không phải là mình thì anh không chắc là giám khảo sẽ chọn các bạn. Điều thứ hai, đừng bao giờ tin giám khảo sẽ công bằng 100%. Bởi vì chúng ta chỉ có cảm giác thôi. Cho nên nếu cái lời nhận xét mình nghe thấy thuyết phục hay chính xác thì đi về tập lại, đợi năm sau. Còn nếu lời nhận xét đó mình cảm thấy là mình chưa phục, các bạn có đầy đủ cái quyền để mà phản biện lại với giám khảo, hãy làm để bảo vệ cho quyền lợi của mình. Cố gắng cho anh một lần nữa nha, chúc anh em may mắn ha. Tiếng khóc vẫn theo làn gió bay, thuyền qua sông lỡ quên gần đây chẳng tàn nơi này. Trông có bóng ai dần hao gầy. Chị thấy em vững lắm. Em chưa có trôi, em chưa có lạc trôi. Chị không chọn em. Lạc trôi của em hôm nay hoàn toàn là không tệ. Nó tốt, nhưng lên cao giả thanh tốt, rồi về bạch thanh thì lại rất là trông tranh. Giọng hát của em thật sự là cũ để hát những bài hát nhạc mới như thế này. Rất tiếc tôi không chọn em. Cô cũng không chọn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bình minh đến đón ánh nắng sớm, mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa. Hoàng hôn xuống dưới gốc ô vắng, mình cười nói vu vơ bao chuyện qua. Vì tình yêu tất cho người, hé xin người đừng khiến tim này mong nhớ. Ca khúc này Phúc rất là thích. Nhưng mà khi nghe xong thì mình muốn là mùa đông đi ngủ luôn. Rất là tiếc cô không chọn bạn. Một ngày có bao nhiêu nghệ sĩ trẻ debut thì em sẽ là ai và ở đâu bây giờ? Em sẽ là cát trong sa mạc, em sẽ là cá ở biển và em sẽ hòa tan mất. Chị xin lỗi, chị không chọn em. Em hãy tập trung vào bản thân của mình, học hỏi, hoàn thiện bản thân mình trước đã. Chị không chọn em. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Bước đi thay đổi, hai chữ lên sân khấu. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối hôm nay mùa xuân qua dễ dàng, cánh ra theo mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh Tiki, Tiki chấm VN. Chị chọn em. Trang thương mại điện tử Tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Lê, sao em lại đắp mặt cho anh? Đắp mặt cho bộ này. Để anh mặt nhẵn thế này. Để anh mặt như này. Để anh mặt nhẵn thế này. Chú muốn đẹp bắt người ta đắp giờ lại đổ tội à? Không như đây là mà. Đẹp à? Ông đây đẹp mà. Tay đẹp nè. Nhưng mà. Nào. Tim Hà Nội bọn em chơi với nhau rất là vui ạ. Mọi người rất tốt với nhau ạ. Em với cả Đức là học cùng trường, đi thi cùng nhau luôn.
thích hát. Em muốn đứng trên sân khấu để hát ạ. Ngoài hát ra, em chả biết em thích cái gì nữa. Em tên là Khánh Long, năm nay em 21 tuổi và em đến từ Hưng Yên ạ. Em xin gửi đến ban giám khảo ca khúc Yêu Xa. Khoan, Long ơi, trước khi em hát, chị muốn hỏi em là tại sao ở đây chị lại thấy ghi hai tên là Khánh Long và Khánh Ly? Dạ. Tên thật của em là gì? Dạ, tên thật của em là Đinh Thị Khánh Ly ạ. À. Lý do em chọn tên Khánh Long vì em muốn sống thật với cả bản thân. Và em muốn mọi người nhìn nhận em và gọi em là Khánh Long. Thôi được rồi, câu chuyện này sẽ để sau. Em hãy tập trung hát đi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nha. Cho chị có cảm giác như là gai người lên. Đặc biệt là càng về quá trình phía sau của bài hát, chị càng bị cuốn theo. Chị cảm giác như là dự án số 1 ngày hôm nay và Khánh Long gặp được nhau, điều này quá sức tuyệt vời. Tại vì thực sự ngày hôm nay chị đã bị những cái âm thanh từ cái giọng hát của em chinh phục hoàn toàn rồi. Chị không còn gì để nói nữa. Và chắc chắn là chị chọn em. Quá tuyệt vời. Cảm ơn chị ạ. Phúc sẽ nói tiếp theo. Tại vì chị Tràm đã khóc. Đây là tiết mục mà cảm xúc đặt lên hàng đầu. Một tiết mục tràn đầy cảm xúc mà thực sự rất rất là tuyệt vời. Khi mà nghe bạn hát
không hiểu sao nó như là có một cái luồng điện nó chạy qua người, tại vì bạn vừa cất đến câu thứ hai thì người Phúc đã nổi hết gai ốc lên. Nó rất là khó nói, nhưng mà chắc chắn tất cả mọi thứ đó chính là cảm xúc. Khi mà chúng ta đã đặt cảm xúc để thể hiện một ca khúc nào đó thì chắc chắn đi được đến tim của quý vị khán giả. Cảm ơn Khánh Long rất là nhiều vì bạn đã có mặt trong chương trình Dự án số 1 năm nay. Phúc đồng ý. Một giọng hát rất là tuyệt vời. Chị vẫn muốn gọi em là Khánh Ly trước khi chị gọi em là Khánh Long. Bởi vì em phải nhớ đến quá khứ mình đã vất vả như thế nào, rất khó khăn như thế nào, để mình có những cái giây phút rất là ít thôi nhưng mà bùng cháy như ngày hôm nay. Và tại sao sao chị khóc là bởi vì chị tin là bản thân em có cả một câu chuyện dài trước khi bước tới cuộc thi ngày hôm nay. Và mình chỉ có một cơ hội thôi để mình hát, và mình phải làm sao thật hết mình. Cái câu chuyện mà em dẫn dắt trong ngày hôm nay, chị tin câu chuyện đó. Mọi thứ đều không tròn trịa, nhưng mà cái cảm xúc của em nó chinh phục chị. Chị chọn em, cố gắng lên thôi nhé. Cảm ơn chị ạ. Thôi, hay quá rồi. Cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào? Của em bây giờ rất là vui ạ. Em sẽ gọi cho chồng. Cố lên, cố gắng với vòng sau nhé. Đây là phần thưởng của bạn. Cảm ơn. Bravo. Vui quá bạn ơi. Được quá. Khóc gì hai ông này? Hai ông khóc lóc cái gì vậy? Nhiều ông khóc được khóc nhau bây giờ đây này. Tốt rồi. Tốt rồi bạn ơi. Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ về debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Rung quá chị ơi. Từ nhỏ là mẹ em đã cho em đi tập nhảy. Từ lúc đó là em bắt đầu luôn luôn nhảy, chân luôn luôn nhảy cho tới khi sau này tận bây giờ. Lần em được một lần nhảy cho chị Hương Trà, em cảm giác qua em nhảy thì em cũng đã nhảy được rồi. Và muốn được đứng thử một lần cái vị trí của chị Hương Trà là vừa nhảy vừa hát thôi. Dạ, em xin chào ba anh chị ạ. Em tên là Phương Khanh ạ. Dạ, bài em xin được chị thi là bài em đã biết ạ. Một mình em lang thang từng góc phố, mỗi bên cười mà lòng thì còn đau. Sâu nước mắt trong tim thật sâu. Mùa đông giờ đây lạnh hơn khi không có những chiếc hôn nồng nàn theo những tiếng yêu người đã nói thôi. Mà sao không thể quay lại với nhau? Trời mưa lạnh rơi mà anh giờ ở nơi đâu? Giờ thì em đã biết mất anh đâu thể.
phần kết của em làm chị hụt hẫng quá. Em có biết nhảy không? Em là vũ công à. Em là vũ công á? Dạ vâng ạ. Thế thì chị lại phải xem lại rồi. Em là vũ công mà sao chị không nhìn thấy em sử dụng cái kỹ năng đấy một chút nào? Dạ. Chị hơi bị giận em đấy. Em nghĩ rằng là ca sĩ là chỉ cần đứng trên sân khấu và như em thể hiện vừa rồi thôi á. Dạ, tại em thực sự là đây là cái cơ hội để mà mình chỉ được cho anh chị nghe được một lần thôi ạ. Vì em sợ khi em nhảy em sẽ không có chắc cái cột hơi cũng như là em sẽ bị run ạ. Em lại làm cho chị cảm thấy khó chịu hơn nữa, tại vì em quá an toàn. Chị cực ghét những người quá an toàn. Em là một nghệ sĩ, em sẽ phải là người khởi đầu xu hướng, mang đến sáng tạo. Dạ vâng ạ, em sẽ từ từ ha. Không, em sẽ gì, em nhảy cho chị xem. Em nhảy cho chị xem à? Dạ. Điều này sẽ cứu lại em để em có thể tiếp tục, hoặc em sẽ ra đi đấy. Dạ vâng. Quan trọng là thần thái đấy. Dạ vâng. Thực sự á, em rất là xinh. Em phải chị thoát khỏi cái sự tự ti ở trong con người em. Chị chọn em. Cảm ơn chị. Nhưng lần sau cố gắng đấy. Dạ vâng ạ. Tại sao chị Linh có thành công ngày hôm nay? Tại sao Phúc, tại sao chị ngồi đây? Bởi vì 1, 2, 3 điều khó nhất, chúng tôi đều chọn điều khó nhất để làm. Nên em đừng an toàn. An toàn quá như thế thì tẻ nhạt lắm. Với những điều đã chia sẻ, em cho chị một tia hy vọng, vì niềm tin là em sẽ thay đổi trong vòng tiếp theo. Anh chị cho em một cơ hội. Chị chọn em. Chào Phương Khanh. Chào anh. Tình thật. Với cương vị là thí sinh, Phúc cũng đã từng trải qua và Phúc hiểu được là trước một cái phần thi của mình sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ. Và Phúc thích cái suy nghĩ của bạn rằng là đầu tiên của một cái người ca sĩ vẫn phải là giọng hát. Với tiêu chí lựa chọn của Phúc, đầu tiên là giọng hát thì thực sự là bạn thuyết phục, bạn nhận ra được của cái khuyết điểm của mình, đó chính là cột hơi không ổn định. Nhưng cái phần cao của bạn thì rất là hay. Và giọng bạn rất là hay, giọng bạn rất là đẹp. Phúc chọn bạn. Cảm ơn nhiều ạ.